Về nhà đi con. Tỏ tình ở kết phim đã là gì? Vũ tỏ tình với Thư ở ngoại truyện còn ngọt gấp vạn lần. Quý vị khán thính giả thân mến, trong preview tập cuối Về nhà đi con ngoại truyện, Vũ một lần nữa tỏ tình Thư cực lãng mạn. Tập 5 cũng là tập cuối cùng Về nhà đi con ngoại truyện sẽ được phát sóng trên VTV Giải trí vào 20 giờ tối 17 tháng 8. Trong preview mới nhất được thành viên ekip chia sẻ, tập cuối Về nhà đi con ngoại truyện sẽ có một cảnh tỏ tình vô cùng xến xúa nhưng cũng đáng yêu, ngọt ngào vô đối của Vũ dành cho Thư. Sau tất cả, cuối cùng Vũ cũng nhận ra chân lý. Sau khi nghe những lời quân sư của sư phụ Sơn Xuân, thế nên anh chàng đã quyết định dẹp bỏ cái tôi sang một bên, mặt đối mặt với vợ và thú nhận rằng sau khi đi một vòng thiên hạ, anh mới thấy không ai bằng mẹ của con mình. Nghe vậy, Thư trêu chồng xến sầm ngôn tình vì Vũ chỉ vào ngực mình nói: "Cái gì mà ngôn tình, là ở đây, từ con tim thốt ra nhé." Chẳng những vậy, Vũ còn lấy hết can đảm thú nhận một lần nghiêm túc với Thư rằng: "Thư, anh thừa nhận anh ghen." Vậy là sau bao nhiêu chiêu trò mất công tốn sức, cuối cùng Thư cũng nhận được một lời thú nhận chân thành từ Vũ. Lời thừa nhận anh ghen từ chàng công tử một thời nức tiếng đào hoa quả là có sức nặng ngàn cân. Bao nhiêu tinh hoa dồn hết vào tập 5 ngoại truyện, cớ gì tập cuối Về nhà đi con lại kết bằng màn live stream cho hụt hẫng. Với kết thúc được đánh giá khá nhàm so với tổng thể hơn 80 tập đã phát sóng, tại sao nhà sản xuất Về nhà đi con không dùng 5 tập ngoại truyện thay cho 5 tập cuối cùng? Chỉ vỏn vẹn trong 5 tập ngoại truyện, fan cứng của Về nhà đi con liên tiếp được chiêu đãi loạt drama không hồi kết của ba cô con gái dượng nhà ông Sơn, sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật mới với kết thúc vẫn là bữa tiệc chung vui của cả gia đình sau mọi hiểu nhầm và biến cố. Vậy cớ sao biên kịch lại để 85 tập chính thức của Về nhà đi con kết thúc khá vội vã và đôi phần cầu thả? Việc có ngoại truyện với tình tiết thú vị như hiện tại là điều tất yếu nhưng không vì thế mà lơ đẹp tình tiết chất hạ của cả bộ phim. Câu chuyện phim hot mà tăng số tập phim thực hiện thêm phần 2 hay ra thêm cả ngoại truyện đã chẳng còn là điều hiếm gặp trên màn ảnh ở bất cứ nước nào trên thế giới. Về nhà đi con kết thúc bằng câu chuyện ông Sơn bất chợt bỏ nhà đi bụi rồi được xác thực là đi tu và trở về nhà hạnh phúc bên các con. Cũng nhờ tình tiết đó mà chuyện tình Vũ và Thư, Quốc và Huệ đi tới kết cục viên mãn. Về nhà đi con tiến tới hồi kết với lời tự sự của Dương trước khi xuất hiện 5 tập ngoại truyện. Việc những tập cuối xuất hiện một tình tiết cao trào để sắp xếp mọi thứ đâu vào đó là đúng, nhưng điều đó chỉ hợp tình hợp lý khi Về nhà đi con không chắc phá đến khó hiểu, chỉ để gom lại và đẩy chúng đến ý nghĩa của cuộc đoàn tụ cuối cùng. Sự ra đi của ông Sơn hoàn toàn đã có thể trở thành một dấu ấn đặc sắc cuối phim, với câu nói của Dương "Về nhà đi bố" để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Mọi tình tiết điển hình là trong 3 tập cuối cùng của Về nhà đi con khiến người xem tự hỏi biên kịch đã hết ý tưởng rồi hay sao? Và rồi, 5 tập ngoại truyện với nhiều tình tiết cao trào xuất hiện câu hỏi tại sao không sử dụng 5 tập ngoại truyện thay cho 5 tập cuối cùng và vẫn xen vào đó phân khúc đỉnh điểm của ông Sơn liên tục xuất hiện. Ngoại truyện hay hơn kết phim không phải là sai, nhưng tại sao không làm một ngoại truyện mà kết thúc đã không làm được? Ngoại truyện thường xuất hiện với nhiều lý do khác nhau, phim hot nên mở thêm ngoại truyện chiều lòng khán giả, kết buồn nên làm ngoại truyện kết vui, kết mở nên có ngoại truyện để kết thúc những gì đang dang dở, cuộc đời các nhân vật chủ chốt còn lại chưa đủ thời lượng để phát sóng nên chuyển vào ngoại truyện. Vậy, ngoại truyện của Về nhà đi con xuất hiện với lý do nào là hợp lý nhất ở đây? Đó chính là cuộc sống của loạt nhân vật quan trọng và được yêu thích không kém dàn nhân vật chính trong Về nhà đi con. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra dành cho các nhân vật phụ, nhất là Dũng và Khải, hai nhân vật quan trọng đều không được đề cập đến. Và cơ hội xuất hiện trong ngoại truyện cũng vô cùng mong manh. Khi trong preview tổng quan của 5 tập ngoại truyện xuất hiện cảnh mọi người bên nhau bên bữa tiệc gia đình, chốt hạ chuỗi drama xảy ra tại chính nơi nghỉ dưỡng. Cuộc đời của Dũng hoàn toàn trôi vào dĩ vãng dù anh chính là nhân vật chủ chốt vun vén cho chuyện tình Thư Vũ ngay từ đầu phim cho tới khi mọi hiểu lầm giữa cả hai được gỡ bỏ. Ngoại truyện Về nhà đi con có tránh được sức không nằm ngoại lệ của những phim truyền hình ăn khách. Mới đây Về nhà đi con đã bắt tay thực hiện 4 tập ngoại truyện, tuy nhiên đây được cho là con dao hai lưỡi. Về nhà đi con đang bước vào những tập cuối cùng, diễn biến giữa Vũ và Thư gây chú ý hơn cả. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Huệ và Quốc cũng đi đến cao trào. Thực tế kết thúc phim như thế nào không phải là điều khó đoán, song cho đến hiện tại Về nhà đi con vẫn đang là bộ phim thực sự hấp dẫn khán giả.
Thực tế, ngoại truyện là những phần phát sinh của những phim rất được yêu thích nhằm nối dài đời sống các nhân vật và thường có cái kết vui vẻ để thỏa mãn mọi thắc mắc của khán giả. Bởi khi những tập cuối kết thúc, người hâm mộ thường có tâm lý khá hụt hẫng việc những tập ngoại truyện sẽ được sản xuất đưa bộ phim sốt trở lại. Đây là chiêu thức cao tay của nhà sản xuất, vừa tri ân người hâm mộ và nhằm quảng bá tiếp cho bộ phim của mình. Vì thế mà Về Nhà Đi Con cũng không ngoại lệ. Thực tế, ngoại truyện của phim truyền hình Việt bắt đầu có từ sau sức hót của Người Phán Xử Sống Chung Với Mẹ Chồng và mới đây nhất, ngoại truyện của Bom Tấn Quỳnh Búp Bê kết hợp cùng bộ phim Thanh Xuân Phía Trước Là Bầu Trời. Với 4 tập Người Phán Xử, ngoại truyện và phát sóng online, những gương mặt vàng như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, diễn viên Việt Anh Doãn Quốc Nam và một số gương mặt mới như Thanh Sơn, Vân Dung, Tùng Dương cũng tái xuất. Thế nhưng sự kéo dài, câu chuyện này lại không thỏa mãn được sự háo hức của phần đông khán giả. Ngoại truyện bị đánh giá không có điểm nhấn, các diễn viên như Thanh Sơn lại diễn xuất gượng gạo khi vào vai Giang Hồ đã không tạo được hiệu ứng cao. Nhưng vẫn khá hơn ngoại lệ của chuyện Quỳnh Búp Bê khi kết hợp cùng Yêu Thì Ghét Thôi và Chị Nguyệt Thảo Mai của Phía Trước Là Bầu Trời. Nhiều khán giả lắc đầu ngao ngán khi ngoại truyện quá miễn cưỡng ghép đôi cho hai bộ phim vốn chẳng có mấy liên quan. Vậy là sau sự thành công của Quỳnh Búp Bê thì ngoại truyện trở thành điểm trừ. Liên hệ với đạo diễn danh dũng thời điểm anh bắt tay tư duy kịch bản cho ngoại truyện Về Nhà Đi Con được biết, anh cũng khá đau đầu với việc này. Nếu như trên phim diễn xuất của dàn diễn viên chính được khán giả ghi nhận, thì những nhà biên kịch sẽ phải nêm gia vị đặc biệt trong kịch bản ở phần ngoại truyện. Tuy nhiên, nghệ thuật phải là thử thách. Vì thế, với sự cống hiến hết mình của dàn diễn viên và ekip sản xuất, cũng như bài học từ những ngoại truyện trước, hy vọng phần ngoại truyện của Về Nhà Đi Con sẽ tạo được dấu ấn với khán giả, thoát cái dớp ngoại truyện trước đó. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia sẻ Về Nhà Đi Con thành công vượt xa tưởng tượng. Nguyễn Danh Dũng, đạo diễn Về Nhà Đi Con và ekip dự đoán phim sẽ thu hút khán giả. Nhưng những gì 85 tập phim đạt được đã vượt mọi mong chờ. Về Nhà Đi Con đạt kết quả thế nào so với dự tính của anh khi nhận dự án này? Khi quyết định làm một bộ phim lấy cảm hứng từ khi người đàn ông quá vợ bật khóc, chúng tôi có đôi chút áp lực nhưng cũng tự tin vì từ năm 2013 đến 2019, xã hội đã có nhiều thay đổi và cách tiếp cận của khán giả với một bộ phim đã khác đi nhiều. Ngay từ đầu chúng tôi xác định làm một bộ phim gia đình thì phải tạo được sự gần gũi ấm áp và khiến cho khán giả thấy có hình bóng của mình trong đó. Với cách tiếp cận ấy, chúng tôi dự liệu đây sẽ là bộ phim kéo được khán giả. Tuy nhiên, sự thành công mà bộ phim có được đã vượt xa tất cả những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi như một gia đình làm phim về gia đình. Anh nghĩ đâu là yếu tố tạo nên thành công cho Về Nhà Đi Con? Với phim này, tôi không thể nói đâu là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công và sự hấp dẫn với khán giả. Có lẽ đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Thứ nhất là đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải đã quyết định rất nhanh việc xây dựng một bộ phim lấy cảm hứng từ Khi Người Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc. Thứ hai là kịch bản không đi theo lối mòn, tận dụng rất ít chi tiết của bộ phim cũ và xác định làm mới nhân vật ngay từ đầu. Tất cả các nhân vật đều có đời sống mới, có hoàn cảnh khác nhau và được đặt vào những nhọc nhằn mà nhiều người ở đời thường có thể gặp phải. Thứ ba là cách để thể hiện và sự sáng tạo của các diễn viên, những người đóng vai trò như bộ mặt của phim. Thứ tư là các thành phần đoàn đã biết gắn kết với nhau, chúng tôi như một gia đình làm phim về gia đình. Là người có quyền lực cao nhất ở trường quay, anh đã làm gì để gắn kết các thành viên trong đoàn làm phim của mình? Một đoàn làm phim trước hết phải chuẩn chỉ về giờ giấc. Thứ hai là tất cả đều đặt công việc lên hàng đầu, coi trọng tính hiệu quả, bao gồm tiến độ và chất lượng của cảnh quay. Tôi luôn tạo ra không khí thoải mái trong đoàn, vì hiểu rằng chỉ khi cảm thấy thoải mái mọi người mới có thể hưng phấn với công việc, gắn kết với nhau và cao hơn là phát huy tính sáng tạo. 6 tháng quay phim là 6 tháng anh em ở với nhau nhiều hơn ở với gia đình. Mọi người luôn gắn kết, tương tác và hỗ trợ nhau trong công việc. Bảo Thanh từng chia sẻ cô ấy rất tâm đắc với câu hỏi làm sao để cái này ấm áp nhỉ mà anh dành cho các diễn viên trong mỗi phân đoạn. Anh nghĩ gì về điều đó? Không chỉ phim này mà từ trước đến giờ tôi đều chú ý đến hoàn cảnh để đặt nhân vật sao cho hợp lý nhất và tận dụng được tối đa sự sáng tạo của tất cả các thành phần. Kịch bản đã có sẵn nhưng tôi luôn tự hỏi nó đã đủ sáng tạo chưa, đủ để khiến diễn viên cảm thấy thoải mái nhất khi bước vào cảnh quay để có thoại, những câu chữ đấy chưa? Cách làm việc của tôi không như công thức 1 cộng 1 bằng 2 răm rắp tuân theo kịch bản mà coi đó là gốc rễ để mọi người cùng nhau sáng tạo. Điều đó giúp cho diễn viên hoàn toàn hóa thân vào vai diễn.
Mỗi cảnh quay trong chuỗi cảnh quay của 85 tập phim đều được vun đắp bởi tất cả các ekip bao gồm đạo diễn, diễn viên. Từ đó, những câu thoại đắt giá, đúng với văn hóa và hoàn cảnh nhân vật được sáng tạo ngay tại phim trường, khiến mỗi cảnh quay trở nên sinh động hơn. Đấy chính là hiệu quả của sự tương tác và sáng tạo với kịch bản. Chúng tôi đã cắt đi chục tập so với kịch bản ban đầu. Phim được rất nhiều người yêu thích nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều. Điều đó ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của anh cũng như ekip trong quá trình hoàn thiện các tập tiếp theo? Bắt tay và làm về nhà đi con, tôi chỉ đặt mục tiêu đặt tạo ra sản phẩm văn hóa gần gũi, ấm áp, có sự lôi cuốn nhất định chứ không dám nghĩ đến việc phim sẽ được khán giả trông đợi nhiều đến thế khi lên sóng. Kỳ vọng của khán giả đôi khi khiến những người làm phim rất mệt nhưng cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn. Trước khi bấm máy, tôi đã ngồi mổ xẻ cùng biên kịch biên tập Thủy Nguyễn. Từ đó, chúng tôi đã tính toán và lên đề cương rất chặt chẽ cho phim từ đầu đến cuối. Mỗi tình tiết trong phim, như những con sóng, con này vỗ ào, con kia vỗ nhẹ và tất cả tạo sự hài hòa, cân đối cũng như nhiều sắc màu, sắc thái cho từng kỳ câu chuyện. Nhưng mạch truyện, số tập hay dung lượng của phim đều đã được định hướng rất kỹ ngay từ đầu nên chỉ biết tiếp tục làm theo điều đó để phục vụ đại đa số khán giả. Chúng tôi tiếp thu mọi đóng góp và sẽ áp dụng cho những phim sau. Kịch bản của Về Nhà Đi Con từ đầu đến cuối chỉ có 66 tập, không có chuyện viết thêm nhưng có hai yếu tố dẫn đến việc số tập của phim nhiều hơn dự đoán. Thứ nhất là do sự hưng phấn sáng tạo của các diễn viên và ekip trường quay. Chỉ cần mỗi người như ông Sơn, cô Huệ hay cô Thư muốn phát triển nhân vật của mình thêm một tí để tạo sức thuyết phục, bộc lộ mạch nhất, tính cách, nhân vật là các phần đoạn đã dài thêm so với dự kiến. Thứ hai là do biên kịch lần đầu chuyển từ viết phim 45 phút sang 25 phút nên chưa thể định lượng đúng. Hai yếu tố đó kết hợp lại đã khiến cho số tập của Về Nhà Đi Con tăng lên tới 85 tập. Khán giả bảo chúng tôi cố tình bôi ra nhưng thực tế không phải vậy. Nếu sơ đi tính lại thì chúng tôi đã thêm rất nhiều và cũng cắt đi khoảng chục tập so với kịch bản ban đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.